Vào khoảng tháng 8 năm 1996 thì một chàng tiền vệ 20 tuổi đã khoác lên người chiếc áo màu đỏ trắng để bắt đầu cuộc phiêu lưu tại giải ngoại hạng Anh. 8 năm sau, anh bước vào ngôi đền huyền thoại khi cùng với các đồng đội tạo nên một Arsenal bất bại. Nhưng chỉ một năm sau đó thì anh lại đột ngột ra đi, để lại khoảng trống vô bờ trong lòng của những người hâm mộ pháo thủ. Anh chính là Patrick Vieira, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất dưới thời của huấn luyện viên Arsene Wenger. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Patrick Vieira, đội trưởng vĩ đại của Arsenal bất bại một thời. Chàng trai to xác với tài năng thiên bẩm. Những bước chạy dài của Patrick Vieira trên sân như một tấm gương phản chiếu, nói lên những bước nhảy vọt trong suốt chiều dài sự nghiệp đầy vinh quang của anh. Patrick Vieira, tên đầy đủ là Patrick Donnelly Vieira, anh sinh ngày 23 tháng 6 năm 1976 tại Dakar, Senegal. Lần đầu tiên Vieira biết đến niềm vui chơi bóng, đó là năm anh lên 8 khi được đưa tới Pháp. Tình yêu với trái bóng tròn đã bắt đầu nhen nhóm bên trong cậu bé Vieira tại Trappes, Drew và sau đó là Tours FC. Ở tuổi 15, Vieira đã sở hữu một thân hình to lớn khiến nhiều người lo ngại rằng những đôi chân dài ngoằng kia sẽ làm anh gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Vieira là một con người khác biệt. Anh có tài năng thiên bẩm và có tầm hiểu biết sâu rộng về trò chơi này hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Và rồi những phẩm chất ưu tú của anh cuối cùng cũng được biết đến rộng rãi, đó là khi anh được câu lạc bộ Cannes trao tấm băng thủ quân và trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử đội bóng này. Có lẽ số trời đã tạo duyên cho Vieira và Arsene Wenger, người ở thời điểm đó đang là huấn luyện viên trưởng của Monaco. Monaco ngày đó có một con quái vật ở khu vực giữa sân là Claude Puel. Thế rồi Patrick Vieira xuất hiện và Puel bị hất văng như thể bánh xe ô tô chèn vào một viên sỏi. Ông thầy người Pháp đã vô cùng ngỡ ngàng về tài năng của Patrick Vieira ngay từ những lần đầu tiên gặp gỡ. Sau những màn trình diễn ấn tượng, Vieira không mất quá nhiều thời gian để lọt vào mắt xanh của gã khổng lồ nước Ý AC Milan. Năm 1995, Rossoneri quyết định ký hợp đồng với chàng tiền vệ trẻ này. Với một câu lạc bộ lớn như AC Milan, cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng là không nhiều. Trong suốt một năm khoác áo Rossoneri, Vieira chủ yếu thi đấu cho đội dự bị và anh chàng chỉ có vỏn vẹn 2 trận ra sân từ ghế dự bị. Bước ngoặt trong sự nghiệp. Đầu tháng 10 năm 1996, Arsene Wenger chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của Arsenal trong sự nghi ngờ của dư luận. Tất cả đang chờ đợi xem vị chiến lược gia vừa trở về từ bên kia bán cầu sẽ làm thế nào để vực dậy một đội bóng đang rệu rã. Nhưng thực chất, Wenger đã thực hiện những bước đi đầu tiên của mình gần 2 tháng trước đó khi pháo thủ tuyên bố ký hợp đồng với Vieira bằng mức phí chuyển nhượng 3,5 triệu bảng. Tôi rất vui khi gia nhập Arsenal cùng với thời điểm ngài Arsene Wenger trở thành huấn luyện viên của đội bóng. Việc được nói chuyện bằng tiếng Pháp với ông ấy sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều, Patrick Vieira phát biểu đầy lạc quan trong ngày ra mắt đội bóng mới. Chỉ ra sân chính thức vỏn vẹn 2 trận trong màu áo AC Milan và gần như không để lại ấn tượng nào rõ nét, dư luận không khỏi hoài nghi rằng cầu thủ người Pháp sẽ trở thành một món hàng hớ của Arsenal. Thế rồi tới khi Vieira ra mắt trong trận đấu gặp Sheffield Wednesday, mọi lời chỉ trích bỗng dưng im bặt. Vào sân từ ghế dự bị thay cho Ray Parlour, chàng tân binh gần như ngay lập tức tạo được dấu ấn với lối chơi máu lửa và phong thái đĩnh đạc trước tuổi. Vào thời điểm đó, Arsenal có đội trưởng Tony Adams làm điểm tựa ở hàng thủ và những ngôi sao như Ian Wright hay Dennis Bergkamp ở trên hàng công. Cái họ thiếu là một người cầm trịch ở tuyến giữa và đáng ngạc nhiên, người mang lại cho họ niềm tin lại là một cậu trai mới chỉ bước sang tuổi 20. Những pha tắc bóng quyết liệt và cả những tình huống phối hợp hỗ trợ tấn công hiệu quả, tất cả giúp cho Vieira ghi điểm chỉ trong vỏn vẹn 15 phút cuối trận. Sau trận thắng 4-1 đó, tờ The Times chốt lại một câu nhận xét đơn giản về màn trình diễn của Vieira. Cuối cùng thì cũng có người mang lại chút giá trị cho tuyệt giữa của Arsenal. Tầm vóc của một thủ lĩnh. Trong những trận đấu sau đó, Vieira cũng luôn giữ được phong độ ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội. Hình ảnh một cầu thủ cao tới 1m93 án ngữ ở khu trung tuyến, giống như một bức tượng đồng đen đã trở nên quen thuộc với các pháo thủ. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm được sự thay thế xứng đáng sau sự ra đi của Paul Davis. Không chỉ có lối chơi rắn, Vieira còn có khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt với những cú sút tầm xa và những đường truyền rất sắc.
huyền thoại Ian Wright cũng từng nhận xét về người đồng đội trẻ: đã lâu lắm rồi chúng tôi mới sở hữu một tiền vệ biết cách thi đấu dựa vào cách di chuyển của tiền đạo. Cậu ấy tung ra những đường truyền đẹp như mơ và đặt tôi vào những tình thế rất thuận lợi. Nhưng còn hơn thế, Vieira mang trong mình một thứ còn lớn hơn cả khả năng chuyên môn, đó chính là phong thái của một thủ lĩnh. Trong khi những ngôi sao như Dennis Bergkamp, Thierry Henry hay Robert Pires đều gặp khó khăn trong những ngày đầu tại Arsenal, thì dường như Vieira lại vượt qua áp lực một cách dễ dàng. Cựu trợ lý của Arsene Wenger, ông Pat Rice kể lại rằng Vieira có rất nhiều thời điểm còn làm thay cả nhiệm vụ của ban huấn luyện. Cậu ta đến sân tập khi Wenger chưa tới, nhưng tôi thì đã có ở đó. Vieira chẳng thèm để ý tới tôi và tự đứng ra tổ chức một trận đấu tập 11 đá 11. Ban đầu, tôi khá bực mình, nhưng sau đó hiểu rằng đó là những điều mà một thủ lĩnh nên làm. Nếu cậu ta có thể tự điều khiển một trận đấu của riêng mình, Vieira sẽ biết tự ứng phó với những diễn biến trên sân, Pat Rice kể. Đó là tư chất đã có sẵn trong con người Vieira, giống như cái cách anh trở thành đội trưởng của Cannes khi mới chỉ 19 tuổi. Mùa giải 1996-1997 đó, pháo thủ chỉ về đích ở vị trí thứ 3, nhưng các Gunners vẫn tràn đầy niềm tin. Với sự xuất hiện của Arsene Wenger và Patrick Vieira, họ biết đội bóng đang chuẩn bị bước sang một trang sử mới. Và rồi vào mùa giải 1997-1998, Vieira ghi dấu ấn bằng bàn thắng mẫu mực vào lưới đại kình địch Manchester United. Khi bóng được phá ra trách bên, xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Palmer, Vieira đột ngột xuất hiện và tung cú sút vặn sườn trái phá. Bóng đập mép dưới xà ngang và bay vào lưới trong sự bất lực của Peter Schmeichel. Cuộc đối đầu lịch sử. Đó là khởi đầu cho một cuộc lật đổ của Arsenal trước các nhà đương kim vô địch và cũng có thể coi là sự khởi đầu cho cuộc đối đầu lịch sử giữa Patrick Vieira và Roy Keane. Cộng với việc Emmanuel Petty cập bến Highbury vào mùa hè năm 1997, huấn luyện viên Wenger đã có trong tay bộ đôi tiền vệ trung tâm hoàn hảo. Sức mạnh của Vieira và nhãn quan tinh tế của Petty chính là bệ phóng để Arsenal truất ngôi vương của Man United ở Premier League, đồng thời hoàn tất cú đúp quốc nội với chức vô địch FA Cup. Vieira đã có những khởi đầu trong mơ với Arsenal, nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra con đường mình đi không trải đầy hoa hồng. Tính cách mạnh mẽ của cầu thủ gốc Senegal giúp anh làm chủ khu trung tuyến, nhưng nó cũng khiến anh dính vào những rắc rối không đáng có. Rất nhiều lần Vieira đã bị truất quyền thi đấu vì lối chơi quyết liệt quá mức cần thiết và thậm chí sự bộc bột của tuổi trẻ còn khiến anh buông những lời lẽ không hay với các trọng tài. Đỉnh điểm trong số này là khi anh bị đuổi khỏi sân tới 2 lần chỉ trong vỏn vẹn 72 giờ ở những trận đấu với Sunderland và Liverpool mùa 2000-2001. Năm 15 tuổi, Vieira nói với Pierre Riossi: "Thủ lĩnh không phải là người chỉ biết nói, điều quan trọng là những gì anh ta làm trên sân." Và người hâm mộ đã có dịp chứng kiến Vieira thực hiện hóa lời nói của mình. Sau 2 tấm thẻ đỏ trong 3 trận đầu mùa 2000-2001, suốt 28 trận đấu liên tiếp sau đó, Vieira không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Sau một mùa giải thành công với tinh thần xuống dốc cộng với việc Arsenal liên tục đi xuống vì bán đi các trụ cột, đã có lúc tưởng chừng như Vieira nói lời chia tay với Highbury. Thời điểm cả Real Madrid và cả Man United ngỏ ý muốn chiêu mộ Vieira cũng là lúc anh công khai bày tỏ nguyện vọng được ra đi. Nhưng cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng của Arsenal, Vieira cuối cùng cũng chấp nhận ở lại. Rất nhiều lời chê trách đã đổ lên đầu Vieira, nhưng họ không biết rằng những hành động đó của anh đều xuất phát từ tinh thần khao khát chinh phục đỉnh cao. Chính Vieira là người chỉ trích ban lãnh đạo Arsenal về việc bán đi những ngôi sao của đội bóng. Nó cũng giống như hình ảnh của Diego Maradona ngày nào khi ông ra tối hậu thư cho chủ tịch Napoli: "Mua thêm cầu thủ hoặc tôi ra đi." Arsene Wenger có lẽ cũng nhận ra điều đó khi ông quyết định chỉ định Vieira trở thành đội phó của Arsenal ở mùa 2001-2002. Đó là mùa giải mà Vieira chơi tuyệt hay để giúp pháo thủ một lần nữa giành cú đúp và phá vỡ thế độc tôn của United trong 3 mùa liên tiếp. Để rồi vào mùa hè năm 2002, Vieira chính thức tiếp quản chiếc băng đội trưởng sau khi Tony Adams giải nghệ, đồng thời nâng cuộc chiến với Roy Keane lên một tầm cao mới. Chưa bao giờ người ta hết hứng thú khi Vieira và Keane chạm trán ở hai đầu chiến tuyến. Đó là cuộc chiến của những cá tính mạnh, những người đội trưởng mẫu mực và cũng là hình ảnh đại diện cho cuộc chiến giữa hai thế lực thống trị giải ngoại hạng. Mùa 2002-2003, trong khi Vieira vắng mặt vì chấn thương, Roy Keane cùng Man United giành lấy ngôi vương với cách biệt 8 điểm với đại kình địch.
Nhưng đó cũng chỉ là khởi đầu cho một chiến tích vĩ đại của Vieira và Arsenal khi họ trải qua mùa giải bất bại thần thánh. Đội hình của pháo thủ lúc đó là tập hợp của những cá nhân kiệt xuất, được dẫn dắt bởi lối chơi mê hoặc lòng người của huấn luyện viên Arsene Wenger và một đội trưởng tài năng ở khu vực trung tuyến. Và cũng chính Vieira là người đã khép lại 38 trận bất khả chiến bại của Arsenal bằng bàn thắng vào lưới của Leicester City ở ngày hạ màn để lặp lại thành tích của Nottingham Forest từ cả trăm năm trước. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video về doanh nhân, thông tin chi tiết ở bên dưới video nhé các bạn. Một nỗi nhớ Vieira. Người ta sẽ nhớ về những hình ảnh của Arsenal thời vàng son, cũng giống như cái cách họ nhớ về cuộc chiến trong đường hầm nổi tiếng giữa Vieira và Keane năm nào khi cả hai hằn học nhau ngay trước trận đấu tại Highbury. Đó cũng là lần cuối cùng người ta thấy hai người đội trưởng vĩ đại ấy đối đầu nhau trên sân cỏ. Roy Keane phải ra đi sau những mâu thuẫn với Sir Alex Ferguson, còn Vieira cũng không còn là lựa chọn số 1 của Arsene Wenger nữa. Lúc này, tài năng trẻ Cesc Fabregas đang bộc lộ những khả năng thiên phú và giáo sư cần dành nhiều cơ hội hơn cho những chàng tiền vệ trẻ. Và thế là Vieira nói lời tạm biệt với Arsenal, mang theo những ký ức tuyệt đẹp về một người đội trưởng mẫu mực. Ở nước Ý xa xôi, cả Juventus và Inter Milan đều đã cho Vieira những vinh quang mới, nhưng kể cả đã giành Scudetto hay trở lại Premier League trong màu áo Manchester City trước khi từ giã sự nghiệp thi đấu của mình vào năm 2011, Vieira cũng không còn như xưa. Những năm tháng đẹp nhất của Vieira đã để lại Arsenal và người ta vẫn chưa thể tìm ra ai xứng đáng để kế tục anh cho vị trí thủ lĩnh đội bóng. Vào năm 2015, khi Premier League công bố danh sách 100 ngôi sao nước ngoài thành công nhất trong lịch sử, cái tên Vieira xuất hiện ở vị trí thứ 8. Trong hai cuộc bầu chọn đội hình ngôi sao nước ngoài thành công nhất và đội hình vĩ đại nhất lịch sử Premier League, Vieira đều được 100% phiếu bầu. Từ những Fabregas, Van Persie, Koscielny cho tới Mertesacker, giáo sư Wenger vẫn miệt mài đi tìm một đội trưởng mới, nhưng rồi những nỗ lực đó chỉ làm người ta thêm nhớ chất thép của Vieira. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, người đội trưởng của Arsenal đã giúp pháo thủ giành được 3 chức vô địch ngoại hạng Anh, 4 cúp FA. Ở cấp đội tuyển, Vieira đã chơi 107 trận cho đội tuyển Pháp, ghi được 6 bàn. Thành tích lớn nhất của Vieira trong màu áo lam là chức vô địch thế giới năm 1998 và Euro 2000. Năm 2004, anh được bầu vào danh sách 100 cầu thủ xuất sắc của FIFA. Con đường gian nan. Chia tay sự nghiệp nhưng Vieira vẫn sẽ gắn bó với bóng đá. Tháng 1 năm 2016, Patrick Vieira được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ New York City. Ngay từ những ngày đầu huấn luyện, anh đã mang trong mình vô số kinh nghiệm và bài học từ những huấn luyện viên xuất sắc anh từng làm việc cùng. Đó là khả năng chuẩn bị tỉ mỉ trước mỗi trận đấu của Jose Mourinho, bản lĩnh quyết đoán của Roberto Mancini, thái độ điềm đạm trước mọi biến cố của Manuel Pellegrini, và đặc biệt là niềm tin tuyệt đối vào các cầu thủ của cựu huấn luyện viên Arsenal Arsene Wenger. Tại New York City FC, Vieira cho thấy anh hoàn toàn có những tố chất để trở thành một huấn luyện viên xuất chúng. Trái với phong cách chơi bóng quyết liệt, thậm chí thô bạo trên sân cỏ thời kỳ đỉnh cao, Vieira khi làm huấn luyện viên lại hướng các học trò theo lối chơi quyến rũ, hiện đại và vô cùng hiệu quả. Dưới thời Vieira, đội bóng non trẻ New York City đã giành ngôi Á quân tại bảng đấu khu vực phía đông của MLS. Một trong những nhân tố khiến Vieira thành công chính nhờ tiếng nói của anh trong phòng thay đồ. Các cầu thủ trẻ chịu lắng nghe và làm theo những gì Vieira bảo bởi anh là một nhà vô địch thực thụ, vô địch World Cup, Euro lẫn Premier League. Vieira luôn đặt tham vọng là sẽ dẫn dắt một ông lớn như Arsenal hay Man City và anh xem nay là bước khởi đầu để phát triển sự nghiệp ở châu Âu. Chính vì vậy mà vào tháng 6 năm 2018 khi đại bàng nhỏ Nai tại League 1 gửi lời đề nghị thì cựu tiền vệ của đội tuyển Pháp đã không ngần ngại gật đầu ngay. Tuy nhiên muốn thành công ở Nai thì Vieira phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của nhóm nhé.